cặp đôi hài hước trong đêm nay sẽ hứa hẹn một đêm thi đầy vui nhộn dí dỏm với chủ đề mơ, những giấc mơ không đụng hàng. Vị trên ơi, anh Lý Hùng ơi. Hả? Ôi, băng bách ngân châm. Vì một tình yêu không thể nói, vì một hình dung không thể quên, vì rằng trong tim em cứ khẽ nhói đau khi đợi chờ. Bóc dầm. Những tình huống kéo ngoe. Tao là khỏi nhúng. Nó là một game thủ. Tao sẽ giết nó bằng cây kéo. Tao cho tao cắt wifi nhà nó. Hả? Chúng ta hãy bắt đầu mơ với các cặp đôi hài hước đêm nay. Chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình chương trình cặp đôi hài hước do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Yes Studio thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh Truyền hình Vĩnh Long 1. Và trong đêm thi tuần trước thì có rất nhiều tin nhắn để bình chọn cho 4 cặp đôi. Và như vậy thì chúng ta sẽ cùng chờ xem cặp đôi nào được bình chọn nhiều nhất và vị khán giả may mắn nhất tuần qua là ai đó nha. Xin chúc mừng Huỳnh Tiến Khoa và ca sĩ Đôn Nguyễn là cặp đôi được khán giả yêu thích nhất trong tuần qua. Xin chúc mừng khán giả may mắn được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Hãy nhanh tay nhắn tin bình chọn cho cặp đôi mà bạn yêu thích bằng cách soạn tin theo cú pháp CD, khoảng trắng, mã số cặp đôi và gửi về tổng đài 8234. Hoặc truy cập Zalo tìm kiếm cặp đôi hài hước và bình chọn cho cặp đôi mình yêu thích để có cơ hội nhận giải thưởng may mắn 5 triệu đồng mỗi tuần. Bây giờ thì chúng ta sẽ chào đón những gương mặt quen thuộc của chương trình cặp đôi hài hước, đó chính là các vị giám khảo. Thanh Bạch, Diệp Kim. Đêm qua nằm mơ thấy anh, mà anh đi với con quỷ. À, trời, anh đi với Việt Trinh à? Thôi loạn rồi anh Hùng ơi, anh Hùng ơi. Ủa, anh Hùng đâu? Anh Lý Hùng đâu? Anh Lý Hùng. Ai chịu vậy? Ai ra nè. Xin lỗi mọi anh, người. Anh làm ăn cái gì? Em một mình vậy? Xin lỗi mọi người. Không có nói dấu gì, mệt quá nằm ngủ mơ một thấy một giấc mơ ác mộng. Trời ơi mơ cái một gì? Giấc mơ mà ác mộng nữa hả? Ác mộng hả? Một giấc mơ kinh hoàng. Ôi ôi, một là giấc mộng, hai là giấc mơ, một giấc mơ ác mộng nên ác liệt này nha. Mà bây giờ giấc mơ đó là sao đâu? Giấc mơ là như vậy. Việt Trinh ơi, anh đến cứu em nè. Việt Trinh ơi. Việt Trinh ơi. Việt Trinh đã nằm trong tay ta. Bộ bay lại, giả bắt cóc Việt Trinh, lại. Việt Trinh ơi, anh đã hạ hết bọn chúng rồi, em ở đâu Việt Trinh? Anh Lý Hùng ơi. Hả? Anh Lý Hùng. Sao thấy Việt Trinh lạ vậy? Trời! Anh mơ thiệt là đẹp. Tại vì anh cứu Việt Trinh, cái anh mơ anh cứu tôi, tại vì anh đổi nguyên giới tính của tôi luôn vậy. Rồi cái nói là ác mộng. Trời ơi, tôi sợ quá, tôi đi về với tôi sợ mơ, tôi sợ quá. Tôi về vị trí tôi đi, trời ơi, Kính thưa quý vị các bạn, và phần mở đầu vừa rồi của hai cặp đôi giám khảo cũng đã khẳng định cho chủ đề ngày hôm nay, đó chính là mơ. Vâng, chúng ta cùng đến với cặp đôi vui tươi và hài hước, Thanh Bạch Kiều Quân. Và bên cạnh đó chính là cặp đôi vui tươi và lãng mạn, một màu đỏ rực, đó chính là Lý Hùng và Diệp Trinh. Và bên cạnh đó thì có một thành phần giám khảo nữa, đó chính là sự có mặt của 50 vị khán giả đang có mặt ở tại trường quay. Giám khảo trường quay là các bạn. Và Hiếu Huyền cũng xin được nhắc nhở tất cả các cặp đôi khi mà tham gia vào chương trình đêm nay. Đêm nay đã là đêm thi cuối của vòng thi đấu thứ 3. Và nếu như cặp đôi nào có số điểm cao nhất vẫn sẽ nhận được giải thưởng trị giá 20 triệu đồng. Và bên cạnh đó, cặp đôi nào có tổng số điểm thấp nhất của cả hai đêm thi sẽ phải nói lời tạm chia tay với chương trình để bước vào đêm thi lội ngược dòng
Kính thưa quý vị các bạn, và vừa rồi thì những người giám khảo người ta mơ thôi mà đã kinh dị như vậy rồi, thì không biết là các cặp đôi thí sinh thì họ mơ còn kinh dị cỡ nào nữa. Chắc chắn là những cơn mơ đó nó sẽ khủng khiếp lắm, nhưng mà không kém phần vui và hài hước đâu. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình cặp đôi hài hước với chủ đề mơ. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước thật nhiều. Từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu. Mong rằng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà chăn, ta mơ một tấm liều tình. Đời mình đẹp mãi có em và anh. Đời mình đẹp mãi với tấm liều tranh. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem chương trình ca nhạc đặc biệt tối đêm nay. Và cũng không quên hẹn quý vị và các bạn vào tối đêm mai với các ngôi sao ca nhạc đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và đặc biệt với cặp đôi Lê Hùng và Tô Thiên Kiều. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều. Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Dạ trời ơi ông bầu ơi, chương trình hôm nay đặc sắc quá à. Cảm ơn nhiều ạ. Cảm ơn ông bầu nha. Bây giờ từ đây sắp tới mà các điểm mà nào mà hát mà có Lê Hùng với Tô Thiên Kiều coi như là phân nửa rạp á, vé để cho tôi. Phân nửa rạp vé. Tại sao dạ. Nửa rạp còn lại để em. Dạ. Nửa rạp còn lại của chị. Dạ. Một rạp đó đầy rạp rồi. Hai người là đầy rạp rồi. Trời ơi vô kèo lại. Mấy đứa sửa soạn chuẩn bị chương trình đêm mai. Nhanh nhá. Ở đây tiếp mạnh Thường Quân nha. Tôi vô tôi chuẩn bị chương trình cho vẫn được. Không vô liền đi, cảm ơn tâm. Đi nhá. Dạ. Bữa nay đó anh hát hay quá trời quá đất luôn à. Anh nhảy cũng hay nữa. Tôi nói cái mặt của anh đó ở trên sân khấu đó, tôi nói nó sáng như là trăng rằm vậy đó. Nhìn cái muốn cạp à. Trời ơi. Nhưng mà anh biết sao không, thấy thương dữ lắm. Tôi nói bị sáng vậy đó mà đứng kế cái cô ca sĩ gì đó, tôi nói vừa xấu nè, vừa ốm nữa, vừa hô nữa. Ôi. Ốm hô là sao? Về với tôi chừng vài ba tháng tôi tân trang lên rực rỡ rồi. Em yên tâm đi. Dạ. Em phải về với anh. Em về với anh lo cho em chu đáo hết trơn hết trọi. Em đẹp như một thiên thần như vậy. Hả? Thì không thể nào mà ăn mặc như vậy hát được. Mai mốt mà về với anh đầu tư dữ dội hơn, anh sẽ kiếm cho em nguyên cái cặp cánh gắn ở sau lưng vậy nè. Như một thiên thần. Cánh thiên thần hả? Rồi anh kêu xe cần cẩu nó móc bay. Bên đó bay đúng không? Để em sẽ lo cho anh bao nguyên cái sân banh luôn. Hát sân banh bây giờ tầm thường lắm. Anh sẽ đưa em ra đảo hát. Hả? Ngồi đảo hả? Ai coi? Trời đất ơi! Em ra đảo chiều mở màn là cơm lê vé. Yên tâm, anh lo hết. Nhưng mà gì nói bây giờ tách ra đi. Chứ em hát với cái ca sĩ bên đó không có lên được đâu. Không, nhưng cái mà tầm, tại vì cái tầm của em nó đang hướng đang đi lên. Dạ anh ơi, hồi đó giờ không phải phải giải quyết liền, dứt khoát liền thì anh mới đầu tư cho em được. Bây giờ anh với chính là không đầu tư không được, không được, gần khó đầu tư lắm, phải không? Dạ. Anh đặng tiệc với bên kia đi, rồi anh về với đội của em. Em sẽ lo cho anh tới bến, anh muốn cái gì cũng được hết. Hay em có tiền mà. Em lo cho từ A tới Z á. Anh ơi, nhưng mà anh thì nói chung là khó nói, không biết nói làm sao đây. Bây giờ sao bây giờ em cứ trả lời dứt khoát cho anh một tiếng đi. Bây giờ qua giải quyết vấn đề cho nó ổn thỏa rồi là xong rồi để anh lo. Không, anh giải quyết đi. Cần cẩu là anh chuẩn bị hết trơn rồi, không? Đó, anh qua đạn tiệc tiếng đi. Đạn tiệc giùm em, rồi muốn cái gì cũng được hết trơn á. Dứt khoát nha, em chờ anh đó. Tiếng lòng nhân vật. Mình đồng ý hay không thì cũng không sao. Nhưng mà còn ảnh, mình có nhận lời hay không thì cũng không sao hết, nhưng còn lại thì sao ta? Liệu một lần vậy? Hơ! Anh! Sao? Em đã có quyết định rồi. Quyết định rồi? Em sẽ trả lời dứt khoát với anh. Yeah! Oh yeah! Anh cũng có quyết định rồi, anh sẽ trả lời dứt khoát với em. Yeah! Anh ơi! Hả? Anh ơi! Hả? Em nói nghe nè anh. Hả? Anh
nói với em là anh mướn cần cẩu anh câu em bay có cánh thiên thần đó. Bữa nay là anh tập cho em hát đi, anh lãnh cho em hát tới show thứ mấy rồi mà sao có hai thằng nó kéo em tuột lên tuột xuống mà không có cần cẩu vậy anh? Cần cẩu nó bị kẹt, nó chưa đưa tới được, bữa đó tạm thời mướn hai thằng đó nó kéo thôi. Ráng cố gắng thời gian đi, bởi vì em nó với lại là em phải chờ cho anh đầu tư cho nó gom lại đủ nhiều cần cẩu bay nó mới đẹp chứ, một cái cần cẩu bay nó không hiện đại. Không phải. Phải móc cái cần cẩu bên này qua cần cẩu bên này nó bay chéo chéo nhiều góc dạ, mới được em không? Biết rồi, nhưng mà vấn đề là không có cần cẩu cũng được đi. Nhưng mà anh biểu em hát cái bài đôi cánh thiên thần mà anh đưa cho em lên cánh nó mọc leo que có mấy cọng lông kỳ quá à. Đâu có, anh đang thu gom lông, anh phải thu gom lông. Lông là phải lựa một cái lông con gì nó đặc biệt chứ, mà cái lông ngỗng, lông thiên nga nó thường lắm. Anh ơi, anh phải hiểu là em nghe lời anh ha, em bỏ cái sân khấu của em, em đi theo anh, em đi làm đi vào show. Rồi bây giờ là cánh cũng không có mà cần cẩu cũng không xong. Vậy là em rối quá à. Em yên tâm không có rối, tới liền thời gian rất là ngắn, anh sẽ đầu tư, anh hứa là đầu tư là tao dạ, thôi. Nhưng mà giờ, mới, bây giờ, bây giờ bài đôi cánh thiên thần hát lại cho anh nghe. Để anh xem coi, anh có nảy ra thêm một cái ý tưởng gì đặc biệt để bổ trợ sân khấu cho em. Vì em đẹp quá mà, thiên thần là phải đẹp, phải dạ, hát lại nữa hả? Hát lại cho anh nghe cái bài đó, vì anh mê cái bài đó mà. Nha, để anh mới đầu tư được nha. Ngày rồi, nào cũng tới kêu hát 70-80 lần mà không thấy cánh gì đâu hết trơn. Rồi bây giờ chuẩn bị ra. Rồi hát lại ha. Hát lại đôi cánh thiên thần lại cho nghe. Đôi cánh thiên thần nhạc trẻ nha anh. Đúng rồi. Dạ. Ta đã đến đây và đứng tại đây giữa một đêm thu bốn bề giá lạnh. Cớ sao người ông đắm đuối mê say còn lẫn quốc ở phương nào? Em đâu có ca phải không? Em đâu có ca. Em bây giờ nghĩ ca cả lương ca nhạc trẻ rồi. Em chỉ vậy thôi hả? Chứ nãy em đâu có. Con quỷ nào mà quen dữ vậy trời. Con này đó. Ai chị tụi bay vô. Khoan vô. Chị ba bây giờ em chưa có vé, chưa có sắp vé đó. Chị tới tặng bông hay em ký tên cho chị thì được, chứ còn vô là sắp vé gì đây. Đến qua. Dạ. Đến qua ba. Chị đi coi hát mà. Dạ. Ê, dạ kia bước ra đây. Bước ra đây. Tới đây làm gì? Hả? Coi hát. Coi hát hay tới đây ông tính làm diễn viên? Dạ ông không. Tính hát cái tuồng mà kẻ ngoại tình phải không? Dạ không phải chị, ảnh làm tuồng đôi cánh thiên thần. Ảnh đã đầu tư. Ông hứa đầu tư cho cô đôi cánh thiên thần dạ, phải không? Dạ cánh nhiều lông lắm, ảnh nói em vậy đó. Lông dịch á, chứ không phải lông thiên nga đâu. Dạ. Chủ dựa ve chai lông dịch. Ủa sao không phải đâu, ảnh là ông tôi mà, tôi biết rành lắm. Ông hứa cho cô đôi cánh thiên thần phải không? Dạ cô là cái cô đào thứ mấy chục rồi, ông làm mấy chục cặp cánh rồi nè. Tôi nói ông nghe nha, trời ơi quỷ thần ơi, tôi suốt ngày ở nhà tôi đi gom lông gà lông vịt để ông đem lên đây ông xả lông hả? Trời ơi anh đầu tư chị ơi, chị đừng có hiểu lầm, em với ảnh là ảnh chỉ đầu tư cho em là nghệ thuật thôi. Cô nè, tôi nói cô nghe nha. Dạ. Làm nghệ sĩ thì lo làm nghệ sĩ đi nghe. Dạ. Đừng có thấy người ta có tiền á rồi tính nhảy vô hả, ăn không có ngon đâu. Ông đừng có tính trâu già mà gặm cỏ non. Ông nhìn thử coi, cọng cỏ này cũng không ngon gì hơn tôi đâu. Dai nhất là khó nhai lắm. Chị ơi, nhưng mà cái đây là tụi em hợp tác là không có nói nhiều. Tôi cảnh cô áo cô nha. Một lần nữa mà tôi thấy chồng cô ở đâu mà cô xuất hiện thì cô đừng trách tôi nghe không? Dạ, không có đâu chị. Em nói chị nghe nè. Trời ơi, chết tôi rồi. A sĩ, chết tôi rồi. Chết gì vậy? Sao tạc A sĩ tạc? Nước lạnh đó. Ở chưa? Tôi nói cho cô nha, lần này là cảnh cáo thôi nha, giả bộ của Axis thôi nha, chứ lần sau á xuất hiện trước mặt chồng tôi nữa hả là Axis thiệt đó nghe chưa. Còn ông cho phép ông 5 phút từ giả nha, 5 phút sau ông tới còn khiên hòm để tới đưa cho ông luôn. Mình ra trước đi, anh ra liền. Em yên tâm đi, có con quỷ nó nói chứ không, có nói vậy không? Tôi không cần lông lá gì của ông nữa. Không, anh đầu tư cặp cánh mà. Tôi ra. Không cánh gì ở đây đó. Không. Đừng có lại gần tôi. Không, anh ông nói ông đam mê nghệ thuật. Hả? Ông chịu đầu tư cho tôi, ông dụ tôi bỏ sân khấu rồi bây giờ. Ông kêu vợ ông tới đây làm nhục tôi không? Có đâu, anh đầu tư, anh hứa rằng anh có từ từ. Kiều ơi, Kiều cho anh Kiều ơi. Thôi. Cưng đi ra đây đi, cái gì vậy cưng ơi, là cưng nguyên một ngày hôm nay đó là cưng ngủ hả một tiếng đồng hồ rồi đó, cái gì mà ngủ dữ vậy trời đất ơi. Ê, tập gym chưa? Chưa đúng không? Uống sữa chưa? Chưa luôn. Ăn thịt bò thịt gà chưa? Chưa luôn. Trời ơi, cái gì vậy cưng, một ngày đó là cưng phải ăn 2 con bò đấy không, 2 con gà, như vậy thì cưng mới có đủ sức lực nè, rồi có đủ ha năng lượng để mà chạy show chứ, ngủ hoài vậy đâu có được. Trời đất ơi,
Đó, thấy chưa? Nó một ngày thôi, một ngày mà không có tập gym thôi, tao nói bụng nè, 6 muối bây giờ nó còn có 1 muối đó, thấy không? Trời ơi, chết rồi. Ơi em ơi em, anh hát bữa nay quá trời show luôn, anh mới ngủ có 1 tiếng đồng hồ à. Em kêu anh dậy làm sao anh dậy nổi? Gì đâu mà quá trời quá đất. Cái gì mà quá trời quá đất? Bữa nay đó là anh hát chỉ có một cái đám cưới, một cái đám ma, một cái đám giỗ, một cái sinh nhật, một cái thôi noi, một cái đầy tháng đó. Còn một cái mừng thượng thọ là em nhận rồi đó mà em quỷ rồi. Sao vậy? Chết rồi. Nhưng mà anh yên tâm đó, là em điện thoại cho người ta rồi đó, em nói là em nhận luôn phá hoàng hát cái đó luôn nghe anh. Được luôn hả? Dạ được. Trời đất ơi, em nhận chi mà quá trời. Anh thì anh làm sao làm nổi được đây? Trời ơi, anh phải nổi thì anh mới nổi. Anh làm không nổi thì làm sao anh nổi được, đúng không? Trời ơi, nhưng mà lịch diễn mà em nhận như vậy á, trời ơi, anh hát nhiều quá thì anh tắt tiếng sao được? Dạ khó quá làm được phải không? Không được đâu. Dễ hơn nè. Thôi bây giờ làm nè, liên quan đi. Liên quan gì? Tiếng hát khu phố 7. Đó, tới đó là bắt đầu là ngồi thôi, làm giám khảo, khỏi cần phải hát gì hết trơn, lãnh tiền về. Anh từ đó giờ anh có biết làm giám khảo đâu mà kêu làm giám khảo? Dễ lắm. Giỏi thì khen, dở thì chê, dễ ha. Trời ơi, mà nó bậy bạ tao chửi chết làm sao? Cái gì đâu là chửi, trời đất ơi, ban giám khảo là cha là mẹ, không có ai chửi đâu. Yên tâm, nghe lời em. Trời đất ơi anh ơi, bây giờ nè, em đã bỏ tiền ra em đầu tư cho anh hết cái này tới cái kia thì anh á là phải chạy xô chứ sao vậy? Cái gì mà buông ra là ngủ à, ngủ hết 1 tiếng đồng hồ của người ta ngày hôm nay rồi. Em làm cái chuyện gì đâu mà nó toàn là trái sở trường của anh không à. Anh suy nghĩ kỹ rồi, nếu em muốn làm á, em tự làm mình em đi. Hả? Còn bản thân anh không có làm nữa đâu. Ê, trời, anh Hậu, trời ơi, tiền đầu tư của em, anh Hậu. Trời ơi, bà xã. Bà xã. Gì vậy, gì vậy? Tôi không có làm vậy, Anh nè. Trời đất ơi. Dạ, bị hát mới vậy hả? Ừ. Thì tại sao trong giường không nằm ngủ mà tự nhiên ra đây ngồi ngủ gật, mơ thấy mà cái gì mà la làng dữ vậy? Trời ơi, em mơ thấy một giấc mơ khủng khiếp lắm. Em đợi ông xã về, em lo quá em không có ngủ được. Trời ơi, cái gì mà lo? Em lo quá à, cái chuyện mà người ta lại kêu mình đi ca nhạc, bỏ sân khấu đó. Ngày mai là mình phải trả lời dứt khoát với người ta rồi. Suy nghĩ đắn đo hoài, cái thiệt với cái hơn. Bỏ đi thì như thế nào, ở lại thì như thế nào. Lo hoài ngủ không được luôn. Anh biết, anh cũng suy nghĩ kỹ rồi. Đời mà, đâu có ai cho không mình cái gì. Anh á, thì cũng đã quyết định rồi. Nhưng quan trọng là còn em. Bây giờ á, nhìn đi, cái sân khấu cải lương của mình nè, tuy là nó nhỏ thiệt, nhưng mà mình cũng có khán giả nhất định. Bỏ đi rồi á, trở lại không được hối hận. Cho nên em đã có quyết định của em rồi. Ngày mai em sẽ trả lời dứt khoát với người ta. Bây giờ mình nói thử coi giống nhau không ha? Được, vậy đi cùng nhau đếm nha, 1, 2, 3 nha. Em sẽ nói với người ta rằng không đồng ý.